Ngày sinh tiết lộ điều gì về tính cách và số phận của bạn, có khả năng làm sếp hay là thần tượng trong mắt nhiều người? Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có khi nào bạn tự hỏi rằng tại sao mình lại sinh ra vào ngày này và sinh vào ngày này thì có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của chúng ta hay không? Ngày sinh của bạn là gì? Câu hỏi đơn giản này có thể tiết lộ bí mật về tính cách và số phận của bạn ẩn sau những con số. Mỗi ngày trong tháng đều được liên kết với sức mạnh của một số. Không cần biểu đồ tính toán phức tạp hay công thức khó nhằn, chỉ cần dùng ngày sinh bạn sẽ làm sáng tỏ được ít nhiều vận mệnh của chính mình. Ngày sinh tiết lộ rất nhiều về tính cách và số phận của bạn, liệu có khả năng làm sếp hay là thần tượng trong mắt nhiều người hay không? Và trong chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem ngày sinh của bạn sẽ đem đến điều gì cho cuộc sống của bạn. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Ngày mùng 1, thủ lĩnh bẩm sinh. Từ lúc sinh ra, bạn đã mang trong mình dòng máu của sự thống lĩnh và quản lý. Không chỉ độc lập, ở bạn mọi người còn nhìn thấy ngọn lửa của đam mê, sáng tạo. Bởi vậy, bạn luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó, sự độc lập và khả năng lấy mình làm trung tâm cũng sẽ mang đến những vấn đề nhất định trong mối quan hệ của bạn. Ngày mùng 2, tố chất của nhà ngoại giao. Khả năng thấu cảm ở bạn là rất lớn. Bạn hiểu rằng sự cân bằng và trực giác tốt là chìa khóa để đi đến cuộc sống hạnh phúc. Trái tim ấm áp của bạn luôn tràn trề nhựa sống khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của mọi người. Tinh thần nghệ thuật, âm nhạc sẽ giúp bạn mang lại sự cân bằng trong cuộc sống. Nhờ năng lực này của bản thân, bạn có khả năng làm việc nhóm cực kỳ tốt. Ngày 3, bầu trời nhiệt tình. Ngọn lửa của sự sáng tạo bùng cháy trong tim bạn và ánh sáng của chúng tỏa sáng trong cuộc sống. Điều này thu hút những người xung quanh và khiến bạn tin rằng có gì thật đặc biệt trong sự nhiệt tình của mình. Và với sự dồi dào năng lượng này, bạn có thể thích ứng tốt với nhiều hoàn cảnh và làm các công việc khi được giao. Ngày mùng 4, đáng tin cậy. Mọi người thường bị thu hút bởi khả năng của bạn giúp họ tìm thấy hy vọng và sức mạnh sau những khó khăn trong cuộc sống. Sự tin cậy ấy khiến mọi người cảm thấy an toàn khi bên cạnh bạn. Dù làm việc chăm chỉ, nỗ lực hỗ trợ mọi người, nhưng bạn là một người nhạy cảm. Hãy cẩn thận về mức năng lượng của bản thân, bởi chúng có thể dễ dàng bị cạn kiệt. Ngày mùng 5, khả năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp của bạn dường như là một tài sản vô giá. Mọi người xung quanh có thể dễ dàng bị mê hoặc bởi khả năng giao tiếp điêu luyện của bạn. Và đây là một tài năng có thể trau dồi nhiều hơn để làm những công việc liên quan đến ngoại giao. Ngày mùng 6, người tìm kiếm tình yêu. Đối với bạn, cuộc sống mà thiếu tình yêu sẽ thật vô vị. Và ngay từ rất sớm, khi trái tim biết rung động, bạn đã có xu hướng tìm kiếm nửa kia của mình. Bạn cảm thấy chính mình hoàn chỉnh khi tìm thấy tình yêu. Khả năng định hướng mối quan hệ và chăm lo cho gia đình ở bạn rất lớn. Bạn dễ dàng thấu hiểu được mong muốn của đối phương và biết chính xác mình phải làm những gì. Ngày mùng 7, tầm nhìn đáng nể. Đầu óc nhạy bén kết hợp với trực giác tốt giúp bạn có một tầm nhìn xa. Với những ý tưởng của bạn có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống của mình và người khác, nhưng bạn cũng dễ bị ảnh hưởng và cạn kiệt năng lượng bởi những người xung quanh. Do đó, sẽ tốt hơn khi bạn cần dành nhiều thời gian một mình. Ngày mùng 8, sở hữu quyền lực. Nếu nói bạn có tố chất của một người chủ, điều đó cũng không có gì quá đáng khi bạn có một lập trường và năng lực tốt. Hòa nhập nhưng không hòa tan và bạn không dễ bị đồng hóa với những người khác. Như có năng lực kiếm tiền tốt, khi được kết hợp với tư duy của chính mình sẽ đưa bạn đến một cuộc sống đủ đầy, vinh hoa. Ngày mùng 9, thiên tài bẩm sinh. Ngay từ nhỏ, bạn đã mang cho mình những yếu tố đặc biệt, nhanh nhẹn, tài giỏi hơn người khác. Chính vì vậy, khả năng học hỏi và trau dồi kinh nghiệm của bạn luôn đi trước người khác. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng có thể vận dụng trí tuệ của mình một cách hoàn hảo.
Ngày mùng 10, người nắm giữ. Có thể bạn không để tâm, nhưng bạn sinh ra là người nắm giữ quyền chủ động thay đổi các quy tắc. Dù xuất hiện bất cứ trong hoàn cảnh nào, năng lượng và hào quang của bạn cũng liên tục làm thay đổi mọi thứ xung quanh. Bạn sinh ra để quản lý các tình huống khó khăn và thực sự có khả năng lãnh đạo. Ngày 11, khả năng cân bằng. Bạn là người nắm giữ cân bằng. Bất kỳ trong cuộc tranh cãi nào, bạn luôn là người tìm được sự cân bằng tốt nhất. Trực giác nhạy bén giúp bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho mọi loại vấn đề. Sinh ra vốn đã có khả năng đồng cảm, bạn có thể cảm nhận tốt khi vấn đề lệch hướng. Chính vì vậy mà gánh lấy tổn thương cũng nhiều. Tuy nhiên, hãy dành nhiều thời gian cho bản thân hơn nữa. Ngày 12, người thúc đẩy. Bạn sở hữu năng lượng dồi dào, thực sự có thể thay đổi cuộc sống của mọi người xung quanh. Bởi sự sáng tạo và giàu trí tưởng tượng có thể đưa bạn đến đỉnh cao của cuộc sống. Nhưng nếu vận dụng năng lực này trong tâm trạng tồi tệ, bạn sẽ tạo ra những điều nguy hiểm. Ngày 13, thành công. Năng lượng trẻ trung và đầy sự quyết tâm là từ khóa giúp bạn đạt được hầu hết mọi thứ bản thân mong muốn, miễn là tìm ra cách để kết hợp các ý tưởng với mục tiêu của chính mình. Bạn có thể phát huy sự chăm chỉ của mình tốt nhất khi tập trung vào mục tiêu của chính mình. Ngày 14, kẻ du hành. Bạn sống như một du khách trong cuộc sống, không ngừng khám phá các tình huống trong dòng chảy cuộc đời. Bạn sẽ dễ dàng thấy rằng mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống có thể dễ dàng đến và đi. Sau đó, các cuộc hành trình mới lại bắt đầu. Ngày 15, sự hấp dẫn. Dù là năng lực tài giỏi hay ngoại hình xinh đẹp cũng là khúc nhạc tấu lên sự độc đáo của con người bạn. Những người khác bị thu hút bởi điều đó. Sự cá tính và dấu ấn cá nhân mạnh mẽ giúp bạn có chỗ đứng vững trong sự nghiệp. Ngày 16, đặc biệt. Có lẽ từ khi nhận thức được, bạn đã nghĩ mình không thuộc về thế giới này. Điều này có thể cho thấy bạn tư duy theo một cách mới hoặc những trải nghiệm của bản thân giúp bạn nhìn nhận mọi thứ nhiều chiều hơn. Ngày 17, năng khiếu bẩm sinh. Dường như bạn được ban phước với những món quà về năng khiếu cá nhân từ lúc nhỏ khiến bản thân trở nên độc đáo trong mắt người khác. Lắng nghe tiếng nói của trái tim sẽ chỉ cho bạn con đường đi đến thành công trong lĩnh vực của cuộc sống. Hãy tìm đến nghệ thuật để giải phóng sức mạnh của bạn. Hãy làm những điều khiến tâm trí cảm thấy thoải mái nhất. Ngày 18, người truyền cảm hứng. Mặc dù có tố chất lãnh đạo, nhưng sẽ tốt hơn khi bạn thể hiện năng lực ở lĩnh vực quản lý và nuôi dưỡng các dự án. Bạn mang trong mình khả năng thấu cảm độc đáo, nếu được rèn luyện hơn nữa, có thể giúp bạn nhận thức mạnh mẽ và tầm nhìn mở rộng. Càng kiên nhẫn, bạn sẽ càng thành công. Ngày 19, tham vọng. Luôn có một điều tồn tại trong tâm trí của bạn, đó là chiến thắng mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn có năng lực mở ra cánh cửa của mọi cơ hội, thứ mà người khác phải ghen đỏ mắt với bạn. Chính nhờ năng lực của bản thân mà bạn có thể thu hút may mắn đến với mình. Ngày 20, khả năng đồng cảm. Không phủ nhận, khả năng đồng cảm mang lại cho bạn nhiều giá trị và mối quan hệ trong cuộc sống. Nhưng khả năng này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và gánh chịu nhiều tổn thương, nhất là khi trạng thái cảm xúc của bạn đã bị quá tải. Ngày 21, người nổi tiếng. Có lẽ sự hoạt bát, nhanh nhạy giúp bạn nổi danh ngay từ khi còn trẻ. Bạn sẽ thu hút sự chú ý, năng lực mà nhiều người mong muốn sở hữu. Ngoài ra, bạn còn có khả năng giao tiếp cực tốt. Chính vì vậy, bạn là thần tượng trong mắt nhiều người. Ngày 22, kiên nhẫn. Tinh thần EQ của bạn rất đáng nể, có thể biến một sự việc thất bại thành một dự án thành công. Điều này rất tự nhiên khi bạn sở hữu trí tuệ thông minh và trực giác nhạy bén. Trái tim và tâm trí của bạn có thể làm được nhiều điều hơn nữa nếu học cách giữ cân bằng. Ngày 23, kỹ năng giao tiếp. Bạn thu hút những người xung quanh nhờ khả năng ngoại giao của mình. Nếu bạn học cách kết hợp sự thu hút của bản thân với kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, bạn sẽ trở nên nổi tiếng và thành công. Mọi thứ đến với bạn giống như được ban may mắn. Hãy tận dụng mọi thứ có thể. Ngày 24, chăm sóc. Sự tốt bụng của bạn được sinh ra để cho tình yêu thương đến mọi người xung quanh, biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Vì vậy mà nhiều người phụ thuộc và gắn bó vào năng lượng đó của bạn. Nhưng đừng vì người khác đến nỗi quên mất chính mình, bạn cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Ngày 25, người chỉ dẫn. Luôn cố gắng hoàn thành những gì bản thân đã bắt đầu, nhưng điều đó không hẳn lúc nào cũng có lợi. Có thể bạn là một người đồng hành tốt, nhưng cần thêm những chỉ dẫn để xác định lại mục tiêu của mình.
bạn nên biết buông bỏ những gì không cần thiết với nhu cầu của chính mình. Ngày 26, quyết đoán. Không phải bạn sinh ra từ một câu chuyện phù phiếm nào đó, nhưng cuộc đời bạn thường gắn liền với những thông tin vượt thời gian và không gian bởi sự hào hứng về huyền học của mình. Bạn cũng là người quyết đoán và có thể tìm được cách thuyết phục người khác, nhưng đừng cố gắng kiểm soát mọi người vì thành công lúc đầu không đại diện cho kết quả về sau. Tự tin là chính mình là tốt, nhưng cũng nên lắng nghe người khác. Ngày 27, óc phân tích. Bạn có khả năng phân tích mọi thứ tuyệt vời, nắm rõ mọi tình huống phát sinh xung quanh mình. Tâm trí mạnh mẽ của bạn có khả năng đối phó với ngay cả những vấn đề phức tạp nhất, và đây là lý do tại sao người khác ngưỡng mộ bạn. Cố gắng tìm một chút bình yên khi bạn cần nghỉ ngơi. Tình yêu có thể giúp bạn tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Ngày 28, người tiên phong. Bạn là người sẵn sàng đối diện với thử thách, khó khăn và cả những rủi ro trong cuộc sống. Bạn không dễ bỏ cuộc và cũng không dễ bị kích động. Bản thân bạn sở hữu năng lực hoàn thành những kết quả còn dang dở. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, bạn là người đầu tiên khiến chúng trở về mốc an toàn. Ngày 29, năng lực cố vấn. Một nhà cố vấn, đó là những gì định nghĩa nên con người bạn. Khả năng của bạn để đánh giá và tham khảo ý kiến người khác. Điện thoại của bạn có thể đổ chuông mọi lúc từ những người hỏi bạn phải làm gì. Mặc dù điều này đôi khi có thể là bổ ích, nhưng nếu nó xảy ra liên tục, có thể khiến bạn cảm thấy phiền phức phát điên. Do đó, bạn nên tìm cách cân bằng nhu cầu của mọi người xung quanh với những gì bạn thực sự muốn. Ngày 30, sự lôi cuốn. Ở bạn có điều gì đó độc đáo mạnh mẽ, có thể thu hút những người xung quanh mà bản thân muốn. Có óc hài hước, ngoại giao khéo léo và tư duy sắc sảo, điều đó giúp bạn làm việc trong tập thể rất tốt. Là một nhóm trưởng hoàn hảo, có lẽ vì kỹ năng trí tuệ vô giá của bạn. Ngày 31, nhà tổ chức. Kỹ năng tổ chức cùng sự chăm chỉ của bạn có thể xây dựng một cuộc sống hiệu quả và phong phú. Điều này làm cho bạn sở hữu sự sáng tạo đáng ngạc nhiên và sở hữu nhiều thành quả tốt. Sống có nguyên tắc và theo kỷ luật, đôi khi ngăn trở sự giúp đỡ của người khác. Hãy mở lòng và đón nhận sự hỗ trợ của người khác để bản thân có thể thả lỏng tinh thần những lúc mệt mỏi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.